Em xin trân trọng kính chào quý vị khán giả, các cô chú bác và cũng như các bạn thân mến. Hôm nay ra đây khu hôm nay em ra đây cái khu này hơi trễ cho nên đông xe quá. Này mọi người có khỏe không? Trời ơi nó nồng. Trong các cái khẩu trang á, khẩu trang này là dễ xài nhất. Bên bên Mỹ bây giờ COVID cũng đông cao quá. Để em xem thử cái tình hình hiện nay nó như thế nào. Wow. 7 triệu 8 rồi các bạn. 7 triệu 8 người bị nhiễm rồi. Thì trong đó cũng có Tổng thống Trump và đệ nhất phu nhân. Cali của em hiện nay đó là 845.000 rồi. Trên 845.000 rồi, cao quá. Texas này là đang đua theo nè. Bên Texas đó mà khoảng có 824.000 rồi, trên 824.000. Mà cái số lượng người chết á, em mời mọi người uống cà phê nha. Mà cái số lượng người chết á thì bên Texas nó cao hơn bên Cali khoảng 400. Cao quá. Wow. Cao quá trời cao. Vùng Los Angeles á các bạn, có khoảng trên 278.000. Và vùng Riverside, Riverside là cũng bự nha. Thì có khoảng 61.000. Và San Bernardino với là San Riverside nó cũng gần gần nhau. Thì là phải có 57.000 người đã bị nhiễm. Vùng quận Cam của em á thì có khoảng 55.000 thôi. Thấp quá. Ơi, à, không phải thấp mà là nhiều quá. Còn ở Việt Nam thì chống dịch hay thì như con số không có tăng thì cái đó cũng mừng thôi. Hôm nay thì chắc có lẽ mấy hôm qua hôm kia gì đó các bạn cũng có coi cái clip bên Thám Tử Cao nói về cái vụ mà đập camera đó. Thì anh này anh đi bán dạo nè, anh đi có bên các bạn, các bạn biết không, bên đây có nhiều người người ta cầm mấy cái món đồ đó để đi bán dạo. Lúc trước chưa cũng đâu, cách đây cũng vài năm á các bạn, có những người Mỹ hay Mỹ Đen đó, họ đem những sợi dây chuyền họ đi bán dạo. Ví dụ mình ngồi quán cà phê đó, tí nữa họ vô hỏi mình mua hay không. Nhưng mà nhiều lúc mình mua đó cũng hên xui nha. Có nhiều lúc cái vàng giả mà nó ra y hệt như thiệt vậy. Thì nó bán những người nào tham thì dính thôi. Chứ mà thực sự ra như nó có giá trị á thì không có bán cái giá rẻ đâu. Thường thường mấy người bán dạo này bán giá rẻ lắm. Rồi có một kỳ á, những người mà mua đồ trên mạng đó các bạn, cái đợt mà iPhone đó, thì trong cái hộp mớ đàng hoàng nha, mà bên trong không có iPhone, không có cái iPhone, mà trong đó có một cái cục gạch, nó cái đồ lượng nó nặng, nó cũng tương tự như cái iPhone vậy đó các bạn. Cho nên nói chung á, chỗ nào cũng là có lừa gạt hết. Thì cái sự việc mà các bạn xem về cái camera mà bị đập bên Thám Tử Cao coi đó, thì cái clip đó em có nói hình như là lúc đó là tháng 7 ngày 21 hay ngày 22, 23 gì đó quên rồi. Thì có một người áo sơ mi trắng đó, áo sơ mi sáng màu sáng đó, tới đập cái camera trong đêm khuya khoảng 2 giờ khuya. Thì cái vụ đó thì chắc mọi người cũng đã biết rồi phải không? Để em coi là cái hình đó coi. Cái hình đó em có. Lúc đó em cũng có nói về em có đây. Okay, đây coi okay, coi. Cái đó không đúng theo cái hình mà ấy. Thì cái trong cái hình đó, cái người mặc áo mà sọc sọc đó, cái áo đó hình như là y hệt như có một người mà trong fan lật mặt họ mặc với các bạn. Thì lúc đó em có nói rồi, để em coi bị ngày nào đây nha. Cái ngày này là cái ngày đi, cái ngày 25, 26 là ngày đi đi cách ly, cưỡng chế đi cách ly. Còn cái vụ camera đây có rồi. Vụ camera là ngày 22, tối 22.
Thì lúc trước á em cũng có làm cái clip em nói cho các bạn biết rồi đó. Thì để em đưa lại em nói thêm một lần nữa nha, cũng tương tự luôn, cũng tương tự như cái người này hay thích, em đưa lên màn ảnh đây các bạn coi kỹ nha. Khi mà cái người mà đi chiếc xe này chạy tới đó thì có một đội một cái nón cũng tương tự như là cái anh Kaizen gì đội gì đó. Thì lúc trước em có giải thích một lần rồi mà cũng lâu lắm rồi, chắc các bạn không có nhớ. Và cái đêm đó đó họ tới họ đập, và sau đó thì ngày ngày hình như là họ đập xong rồi sau đó là họ họ tới cưỡng chế đi 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 cách ly đó các bạn. Đây em cho các bạn coi ha, cái nón của cái người mà lúc mà tới đứng bên chỗ mà thằng em đó là anh Kaizen á. Thì hai cái nón nó đều, nếu mà chói cái màu lên với nhau á thì nó cũng tương tự với nhau, nó cũng sáng giống nhau. Thì cái đó thì không có kiểu như là kết luận được, em không có nói là cái kết luận thì các bạn tự cái kết luận nha. Thì bên thám tử cao cũng có nói rồi đó, để cho bên chính quyền làm việc. Đây em sẽ đưa hai cái hình này lên trên màn ảnh thì các bạn coi thử coi có giống nhau không nha. Và cái cách ăn mặc đó hai người đều giống nhau cả. Cái cách ăn mặc hai người đều giống nhau cả nha các bạn. Thì cái đó là cái lúc trước em đã nói lên cái điều này rồi. Và sau đó em cũng có làm một cái clip về cái phim nó nói là cái người đi đập camera đó. Thì nhưng mà thực sự ra mình có khẳng định được cái người đập camera chính là cái anh Kaizen gì không, thì cái đó để cho chính quyền quyết định. Chứ thấy những cái phong cách đó thì giống nhau. Nhưng mà sau đó em có nhận được một cái thông tin là cái người mà đập camera đó không phải là anh Kaizen. Và khi cái người đập camera đó, cái người mà thông tin nó nói đó là hình như là gì Châu Tinh Tinh. Nhưng mà sau đó em thấy được cái hình ảnh của Châu Tinh Tinh thì cái lối đi của anh Châu Tinh Tinh này đó, thì cái cách ảnh đi đó thì giống như là một vị đại gia có tiền vậy, không có giống như một mà cái cách ăn bận của anh Châu Tinh Tinh này đó là rất là sang trọng chứ không có lè phè. Còn cái người mà đập camera đó thì cái tướng thì giống như bên bên anh của Phan Kaizen hơn, thì cái tướng giống hơn. Nhưng mà có phải là cùng một người hay không á thì để cho chính quyền giải quyết nha các bạn. Thì cái sự việc đó để coi như thế nào. Nhưng mà lúc đó đó cái 2 giờ khuya đó đó, lúc đó đó là bên quý thầy cũng có gọi bên công an mà không có bắt phone, không có trả lời cái vụ đó. Đó là cái tình hình mà coi có hai người có giống nhau không đó. Thì các bạn cũng đoán được một phần nào. Thì ngay cái đêm mà lúc sau khi mà Khai Tâm bỏ đi đó thì cái anh Cao Gen này ảnh tới, ảnh gõ cửa thì nghe ảnh đòi cái laptop, cái này đòi lại cái giấy học gì cho bé, cho Khai Tâm đó các bạn. Bây giờ là người ta gọi bé là bé Rom chứ không gọi là Khai Tâm nữa. Em muốn miếng cà phê nha. Thì cái sự việc là nó là như vậy. Thì em thì không có dám kết luận gì ở đây cả, thì để cho bên chính quyền họ họ kết luận đây coi ai là người đập cái đó. Nhưng mà hình như cái vụ đó cũng cũng im 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 luôn rồi hay sao đó. Đây là cái đó là xảy ra lúc tháng 7 ngày ngày 22. Bây giờ là tháng 10 ngày ngày 9 rồi. Nay tháng 10 ngày 9, bên em là ngày 9 rồi, bên các bạn coi cái clip là ngày 10, tức là gần 3 tháng rồi các bạn. Thì cái vụ này cũng im im luôn. Thì để xem sao. Thì trước khi mà cái anh Kaizen này tới, có những cái đoạn video clip mà anh livestream á, anh có nói tới là ô cái camera này này nọ gì đó các bạn. Thì lúc đó đó em cũng có phân tích, em nói là cái cách ăn mặc hai người này tương tự với nhau, nhưng mà chắc các bạn không có để ý. Và nói tóm lại là vậy đi, thì em không có dám kết luận đây là, anh không có dám nói rằng là cái người thủ phạm đó là anh Kaizen.
Nhưng mà để cho chính quyền điều tra đi thì mình em chỉ quan sát hai hai cái mà nó tựa tựa giống nhau như vậy, nó giống như vậy đó. Thì sẽ coi sao. Tại vì một em nghe được hai cái thông tin, mà cái thông tin mà em quan quan sát đó, cái ánh dưới ánh mắt anh em quan sát đó, thì giống anh cái anh mà tới 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 Thiền Am lúc trước á, sau khi mà bé Khai Tâm đi đó, anh tới đó là anh Kajen đó, và không biết em đọc đúng tên không nữa. Và sau này đó có một cái thông tin mật khác nữa đó, là nói là cái người đọc đó là Châu Tinh Tinh, thì cái đó chỉ là cái thông tin dịch thôi các bạn. Và tới lúc mà em thấy được cái hình ảnh và những cái bước đi, những cái đoạn phim mà quay Châu Tinh Tinh đó, thì em thấy em so sánh hai bên á, hai cái hình ảnh á, thì nó một trời một vực, cho nên em có thể nói là cái người đọc đó không phải là Châu Tinh Tinh đâu. Nhưng mà cái đó là chỉ là mình dự đoán thôi, mình chỉ nói chuyện như mình suy nghĩ như vậy, mình phân tích như vậy thôi, chứ không phải là mình kết án mình vu oan cho cái Châu Tinh Tinh hay là mình vu oan cho Phan Kajen. Thì cái đó là để cho bên nhà nước họ 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 làm, chứ mình không có nói được mấy cái vụ đó. Còn cái việc mà báo đăng ngày hôm qua đó, cái việc báo công an á, thì họ có nói rất là, nói chung là những cái lời nói đó thì cũng lặp đi lặp lại thôi. Và em cũng đã hỏi cái về cái vấn đề mà các bé, thì em sẽ nói về cái vấn đề đó sau trong cái clip khác. Cái clip này thì chỉ nói về cái vụ mà camera thôi. Rồi sau đó hình như cũng đã thay cái camera hết cũng một số tiền nha các bạn. Thì nó là như vậy đó. Còn cái gì nữa ta, còn cái gì em muốn nói nữa không? Nhưng mà có những cái lời lẽ mà thấy thấy bên bên phe lật mặt á. Cái em báo tin vui luôn là cái nhóm lật mặt, tên là lật mặt gì đó, đã bị sụp thêm một lần nữa, tức là lần này lần thứ ba rồi, đã đi đảo rồi nha các bạn. Và họ cũng đã lập thêm một cái nhóm mới nữa rồi. Thì nói chung họ lập cái gì mà họ làm sai quy định như là cộng đồng của Facebook á, thì chắc chắn là phải đưa đi đi đảo thôi. Thì các bạn cũng thấy đó, cái luật nó đã rõ ràng như vậy rồi, mà không biết tại sao họ vẫn cố chấp để họ lập ra những cái nhóm. Để mà hôm nay thì em thấy thấy cái tấm hình họ ghép vô với thầy ông nội với mấy con cái gì con chó rồi, nó rồi ghép cái hình rồi vô, em thấy nó sao sao á. Thì cái đó là chuyện của họ đi, nhưng mà mình dù sao đi nữa, mình ghép mấy cái hình đó thấy nó kỳ quá. Thật sự cái chuyện này á là nó có nhiều 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 thứ ở trong đó lắm, mà những người mà mới vô đó các bạn, mới vô á thì không có hiểu rõ về cái vấn đề đó, thì họ sẽ cho là bên Thiền Am là những người giả sư, những người dởm, những người lừa gạt, những người này người nọ vậy đó. Còn nếu như mà mình hiểu sâu hơn nữa đó, mà mình biết theo dõi sâu hơn nữa đó, thì mình mới thấy được có rất là Thiền Am rất là bị hại. Thì các bạn cứ thấy đi, hết bị tới chuyện này tới bị tới chuyện khác, thì bắt đầu vô đó là bắt đầu từ cô Diễm My và là vụ 50 người. Và sau đó thì sau khi mà giấy mờ mà thầy Diễm My với là bà Cúc lên 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 đồn đó, thì lúc đó thầy ông nội và mấy thầy cũng dẫn Diễm My theo để đưa lên đồn để mà trình diện công an. Thì sau đó thì bên công an đưa Diễm My đi bằng một chiếc xe cấp cứu đi chỗ khác. Thì sau cái sự việc đó thì mấy các bạn không biết còn nhớ hay không, mấy thầy đã trốn tại vì sợ họ kéo người tới đánh nữa, giống như cái vụ mà 50 con đồ vậy đó. Thì mấy thầy sợ sẽ bị cái vụ thứ hai, cho nên mấy thầy đã hình như là trốn ở trên núi hay đâu, một căn nhà hoang, không biết các bạn còn nhớ không. Thì cái thời đó rất là, nói chung là rất là phức tạp, và thấy mấy thầy trốn cũng đâu được chắc vài bữa đó. Và sau đó thì quay về lại Thiền Am và làm một cái video nói lên là nhờ một cái video cuối cùng của Diễm My. Đây chính chứng tỏ đó là có cái sự gì đó mà bên mấy thầy cũng sợ, cũng như sợ họ vô họ đánh đập, họ ảnh hưởng tới những cái tinh thần mà mấy mấy bé hay cái gì đó. Thì bữa lúc đó cái ngày đó là ngày cái ngày đi đi trốn trong bên chỗ nhà hoang đó, không biết các bạn còn nhớ hay không. Thì nói tóm lại
khi mà sâu chuỗi lại mọi 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 chuyện đó thì thấy rất là nhiều chuyện xảy ra đến với Thiền Am, và vừa xảy ra bên bên ngoài mà vừa xảy ra bên 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 dư luận nữa, đánh y xèo. Giờ gần đây nhất là rất là nhiều tờ báo đăng, thì theo cái luật mà bên báo mà muốn đăng cái gì đó thì phải dựa theo trên cái đài, thì trước hết á là cái đài tỉnh, đài Long An đăng lên trước, đăng lên cái đoạn phóng sự đó, và sau đó báo rồi đăng theo xèo 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 luôn. Thì theo luật là vậy, phải đài phải nói trước, nhưng mà cái đài đó cũng đã ẩn đi cái video đó một thời gian, xong rồi hiện lên lại, còn không biết bây giờ có ẩn tiếp hay không. Và cái thông tin mới nhất nữa đó thì họ nói rằng là sắp sửa ra cái phóng sự thứ hai, thì để xem sao coi họ sẽ nói về cái gì sống cái phóng sự thứ hai này, gì chắc cũng là những cái mà nói đi nói lại thôi. Chứ mà không hiểu vì sao mà tại sao mà trên đài nói những cái đó trước khi mà tòa án kết luận. Bất cứ sự việc gì cũng vậy, mình phải có cái chứng cớ xác định, và tòa án đã quyết định là bên Thiền Am lỗi, bên Thiền Am phạm tội, phạm luật, phải làm sai, vi phạm gì đó, thì lúc đó báo chí hay đài thì mới đăng chứ. Mà tại sao bây giờ họ đăng mà không có kiểu như mà xác định được cái sự thật như thế nào thì không biết. Còn cái sự thật, xong cái sự thật đó nữa đó thì không biết có cái gì đó ổn khuất gì trong đó hay không. Nhưng mà theo cái lòng tin của em á, là những cái thông tin mà em nhận được từ mấy thầy hay này nọ đó là sự thật. Cho nên khi mà tòa án mà chưa có kết thúc cái vụ này, mà chưa có phán tội hay ai hết á, thì em vẫn tin rằng Thiền Am là vô tội. Nói chung thì biết nhiều thì nó mệt não thôi các bạn. Nhưng mình sẽ tội cho mấy người mà vô sau này đó, họ không có hiểu được cái sự tình như thế nào. Thì mấy người sau này thì họ chỉ coi báo, họ chỉ coi những cái video clip đăng lên nóng bỏng, họ thôi họ coi thì họ cho rằng bên đó là giả sư này nọ gì đó. Thì phải chờ kết quả coi sao nha. Thì chắc có lẽ là sắp sửa phải tới cái hồi kết rồi. Cái gì cũng vậy, phim cho dù dài tập cách mấy cũng phải có tập cuối. Buổi tiệc nào cũng phải tàn, cuộc sống của mình cho dù 80 tuổi, 90 tuổi, thậm chí 100 tuổi thì mình cũng phải chết thôi, cũng phải kết thúc. Thôi em xin chấm dứt cái video tại đây nhé. Em xin hẹn các bạn trong những cái video clip kế tiếp. Và nếu có yêu thương em thì hãy tặng cho em một cái đăng ký, một cái bình luận và một cái share luôn nha. Xin hẹn các bạn trong những cái video clip kế tiếp. Bye bye.